Sau khi đột nhập nhà người dân trộm hai xe mô tô trị giá trên 70 triệu đồng, các đối tượng đã tháo bỏ biển số để tránh sự phát hiện, tuy nhiên vẫn không qua mắt được lực lượng công an. Sáng ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Lê Quốc Cường, sinh năm 1981 và Đoàn Văn Tấn, sinh năm 2001, cùng trú tại thành phố Long Xuyên, về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, cả hai đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 11, Tấn điện thoại rủ Cường đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cường đồng ý. Khoảng 30 phút sau, Cường cùng Tấn đi bộ đến khu vực khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, phát hiện trong sân nhà người dân có hai chiếc xe mô tô. Lúc này, Cường ở ngoài canh đường để Tấn leo rào vào trong mở khóa cổng, rồi cùng Cường dùng đoạn bẻ khóa lấy hai chiếc xe tẩu thoát trong đêm. Xe trộm được, Cường Tấn tháo bỏ biển số của xe rồi gắn biển số khác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tấn bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật khi đang trên đường tìm nơi tiêu thụ chiếc xe. Riêng Cường thấy không thể trốn thoát và đến công an thành phố Long Xuyên đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc xe còn lại.